Và bây giờ mình xin báo giá những cái xe đã sử dụng rồi nha các bạn. Đây là những xe đã sử dụng rồi, nhưng mà xe thì vẫn còn mới và đẹp, rất là ok luôn. Giá thì học sinh sinh viên. Chiếc Vision 2017, xe này có giấy tờ đầy đủ hết nha các bạn. Máy móc thì vẫn còn riêng, áo thì vẫn còn đẹp. Chiếc này thì 16 triệu nha các bạn, 16 triệu. Các bạn muốn mua xe thì liên hệ trực tiếp qua shop xe máy cũ, cái Facebook ở trong kênh luôn nha các bạn. Thì các bạn đến trực tiếp để xem xe và mua luôn. Shop hiện nay thì không có ship nha các bạn. Chiếc filter các bạn, chiếc này thì 7 triệu rưỡi nha các bạn. Xe này thì 2016 các bạn. Có bánh bánh mâm, thắng đĩa đàng hoàng luôn. Xe này thì lợi xanh, rất là lợi xanh nha các bạn. Mình thấy cái dòng filter này rất là lợi xanh luôn. Một lít của nó thì chạy trên 50 cây á. Một chiếc Vision nữa, chiếc này thì cũng giống chiếc vừa rồi, nhưng mà nó chỉ khác nhau về cái mâm thôi. Chiếc này thì giá là 14 triệu bạn. Máy móc thì vẫn còn nguyên riêng, áo thì vẫn còn áo riêng luôn nha các bạn. Những cái chiếc nào mà thay thế cái gì thì mình sẽ nói cho bạn biết rõ. Còn những cái chiếc nào mà mình không có nói nhiều thì những chiếc đó nó còn riêng nha các bạn. Tại vì ở đây thì đa số là bán xe còn riêng thôi. Xe còn riêng là chủ yếu. S 2018 nha các bạn. Chiếc này thì giá là 23 triệu nha các bạn. 23 triệu. 2018 luôn các bạn. Nghiêng tem nghiêng ring hết, chưa có thay thế bất cứ một cái gì hết. Có giấy tờ đầy đủ, khi bạn mua xe thì cũng được công chứng sang tên rất là rõ ràng. Tới chiếc Taurus bạn, xe này thì của Yamaha. Chiếc này thì nó năm 2011 nha các bạn, 2011. Nhưng mà xe thì vẫn còn đẹp. Nếu như bạn nhìn kỹ thì các bạn cũng có thể thấy được. Áo nó cũng còn là áo ring hết, nói chung là nó còn ring hết bạn. Ở đây thì chỉ có đánh bóng lại thôi. Đánh bóng lại cho dàn áo nó sáng sủa sủa thôi nha các bạn. Lại rửa ráy rồi cho nó sạch sẽ ra thôi, chứ còn không có phải là tháo ra hay là thay phụ tùng gì hết. Tiếp nữa là cái chiếc Vision bạn. Chiếc này thì giá là 14 triệu nha các bạn. Xe này thì 2016. Mới có 3 năm với mấy. Tính theo thời gian thì mới có 3 năm. Xe này mới chạy được có 20 mấy ngàn cây nha các bạn. Cái dây cua rô của nó vẫn còn dây ring luôn các bạn, chưa có thay luôn. Chiếc Gravita. Chiếc này thì 5 triệu nha các bạn. Xe này 2013. Cái dòng này đáng lý ra nó phải cao hơn Sirius, giá tiền nó cao hơn Sirius, nhưng mà tại vì khi mua mới các bạn thì nó cao hơn Sirius. Nhưng mà dòng xe này rất là khó bán luôn, tại vì là ít có người thích lắm. Nó cực kỳ bền luôn, nhưng mà có cái là nó xấu thôi. Cái ngoại hình nó xấu, nhưng mà cái máy móc phụ tùng của nó thì cực kỳ bền. Rồi, chiếc SH 28 triệu bạn. Xe này 2016 nữa bạn. Giấy tờ cũng đầy đủ hết luôn nha. Các bạn nhớ nha, đừng có để số điện thoại lại làm gì các bạn. Tại vì shop đã để cái Facebook rồi, nên là bạn trực tiếp bạn qua đó bạn liên lạc với shop luôn. Thì để shop gửi video các bạn xem xe cho nó rõ ràng hơn. Black, chiếc này thì 18 triệu bạn, xe 2017. Biển số tại thành phố Hồ Chí Minh hết nha các bạn. Các bạn nhớ chia sẻ cái video này về Facebook. Về Facebook nha các bạn. Tại vì shop cũng đang bán rất là chậm luôn, nên là cũng rất mong các bạn là giới thiệu cho shop để shop bán được nhiều xe hơn nữa. Thì ở đây shop bán thì rất là uy tín, chất lượng. Các bạn đến trực tiếp để xem xe, được thì lấy, không được thì coi như tham quan, không có sao hết nha các bạn. Chiếc này thì 17 triệu các bạn. Xe này thì 2015. Mình thấy chiếc này nó đẹp hơn chiếc kia đấy, nhưng mà tại vì đời nó thấp hơn.
Hôm nay thì A Black thì khá là nhiều luôn. Chiếc này thì hơi cao nha các bạn. Chiếc này thì 26 triệu bạn. Các bạn nhìn các bạn có thể biết được rồi. Mình chắc mình cũng không nói thêm nữa. Mới chạy được chỉ có 2.000 mấy coi nha các bạn. Còn riêng 100%. Có nhiều bạn thì hỏi bên mình có bán xe lên đồ, xe độ gì không? Thì không có nha các bạn. Mình chủ yếu bên mình chủ yếu bán là xe riêng thôi. Nên là các bạn cứ đến trực tiếp để xem xe thôi. À, chiếc này thì rẻ thôi nha các bạn. Chiếc này thì chỉ có 7 triệu rưỡi nha. Còn riêng hết nha, chứ không phải là thay thế phụ tùng gì đâu. Thì chiếc này nó có vấn đề một xíu, thì các bạn liên hệ qua shop để shop nói thêm nha. Nên là giá nó hơi rẻ, 7 triệu rưỡi. Hiện tại thì cũng trong cái mùa dịch này các bạn, nên là ở Việt Nam mình thì cũng khá là nhiều người bị rồi. Mình theo mình được biết thì cũng 200 mấy người rồi. Nên là mình cũng rất mong là hết dịch để cho người dân mình là có cuộc sống là ổn định hơn các bạn. Cũng như là bên mình thì cũng bán được nhiều xe hơn. Chiếc này thì chiếc rim Thái nha các bạn. Chiếc này thì giá thì 7 triệu các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục đến chiếc khác nữa. 2017 nha các bạn. Chiếc này nè, 2017. Giá thì 16 triệu các bạn. Nói chung là tầm tầm A-Black thì từ mười mấy triệu thôi bạn. Hai mấy triệu thì dành cho những chiếc mới. Chiếc mà mới đi chừng khoảng 1.000-2.000 cây thì mới có hai mấy triệu. Còn nữa đa số thì tầm khoảng mười mấy triệu nha. Thì mình cũng báo giá từng chiếc rõ ràng hết. Thì các bạn thích chiếc nào thì các bạn sao chép cái video này đường link này. Bạn nhắn tin qua shop để nói shop thì shop sẽ kiểm tra cho xe nó dễ hơn nha các bạn. Do có nhiều bạn cứ nói cần chiếc xe 12-13 triệu đó nên là rất là khó kiểm soát được xe. Nên các bạn sao chép cái đường link này cho nó dễ hơn. Chiếc này thì tháng đầm thôi các bạn. Chiếc này thì 7 triệu nha các bạn. Đẹp lắm, chiếc này quá là đẹp luôn. 7 triệu thôi. Vẫn có giấy tờ đầy đủ hết. Vẫn làm giấy công chứng sang tên cho các bạn. Chiếc này thì 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi bạn. Đây, xe đời này nó cao hơn. Xe này thì 2017. Cực kỳ bền luôn bạn. Mình thấy cái dòng này cực kỳ bền. Nhưng mà cái thằng Yamaha thì nó lại hao xăng hơn là của Honda nha các bạn. Honda nó lợi xăng hơn, nhưng mà Honda thì nó yếu hơn, Yamaha nó mạnh hơn. Mà đa số thì Yamaha nó lại khó hư hơn là của thằng Honda. Chiếc này thì 24 triệu nha các bạn. Winner. Gọi là rất là đẹp luôn, chứ không phải gọi là đẹp nữa các bạn. Hoàn toàn giống như xe mới. Winner X luôn nha. Bạn nhìn các bạn có thể biết được đấy. Mấy chiếc xe này thì rất là dễ bán luôn. Mình thấy cũng có nhiều người là thích Winner. Adventure thì còn đọng lại. Rồi đến Ad 2018 nữa nha các bạn. Chiếc này thì 21 triệu các bạn. Nó vẫn còn riêng hết, chỉ thay cái đuôi thôi à. Còn gương rộng thì các bạn thích thì các bạn về thay vô thôi, nó không có bao nhiêu tiền hết. Còn áo, quần, mấy cái kia rồi còn riêng hết. Dàn đồng nó rồi còn giữ nguyên hết. Không có thay thế hay là làm cái gì hết. Khi nào mà có chiếc nào mà làm máy hay là tăng trang cái gì đó thì mình báo. Còn những chiếc này thì còn riêng hết. Chiếc này thì giá là 8 triệu nha các bạn. Nó cũng cũ rồi, không phải là mới đâu. Lại nó không có tăng trang một xí nữa. Dàn áo nó thì nhìn có trời suốt đó các bạn. Bên ngoài thì nhìn có trời suốt. Nhưng mà nhẹ thôi chứ không không tới mức mà nặng lắm đâu. Nhưng mà nhìn là vẫn còn bấm, vẫn còn đẹp, dàn đồng thì vẫn còn ok. Còn một chiếc cuối cùng nữa bạn. Chiếc cuối là cái chiếc Quay, Quay RS. Xe này thì 2011 nha các bạn. Chiếc này thì giá là 6 triệu bạn. Chiếc này cũng là cái chiếc cuối cùng luôn á. Rồi cuối cùng video thì mình cũng xin chúc các bạn là chọn được chiếc xe vừa ấy nha. Bạn nhớ chia sẻ video này về để mọi người, người thân khi nào mà họ có nhu cầu mua xe bạn thì họ liên lạc qua shop nha. Hoàn toàn miễn phí hết nha các bạn. Rồi chào các bạn luôn nha. Hẹn các bạn là video tiếp theo.